Chào các em trong bài học ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu các em về chat on framework Để trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu xem chat on là gì bản chất và cách thức hoạt động ra sao thì các em cần phải nắm rõ khi chúng ta sử dụng chat on trong project của chúng ta thì đầu tiên các em hiểu cho anh là chat on là một bộ thư viện open source và dùng để hỗ trợ lập trình web theo mô hình là MVC thì mô hình này là model view controller chúng ta sẽ tìm hiểu với slide sắp tới thì các em hiểu cho anh là mô hình MVC sẽ dùng để phân tầng phân lớp thành các lớp chức năng một cách rõ ràng. Đầu tiên là lớp business. Lớp business ở đây nghĩa là lớp thực thi tính toán logic nghiệp vụ, dữ liệu được tính toán ở lớp này. Lớp presentation tức là lớp hiển thị dữ liệu. Giả dụ các em có một cái list dữ liệu rồi các em muốn hiển thị lên để chúng ta dùng lớp presentation này để chúng ta hiển thị dữ liệu và để trả về cho người dùng cuối cùng. Lớp controller tức là lớp điều hướng. Anh giả dụ một yêu cầu được gửi lên từ phía client và thông qua lớp controller này thì request sẽ được đẩy đến một cái tài nguyên chính xác và trả về response chính xác theo yêu cầu của người dùng. thì ở đây, chat an framework giúp chúng ta thiết kế các web theo mô hình là MVC phần tầng phần lớp như thế này. và chat an này ra đời và phát triển bởi apache từ năm 2000 thì cách đây 17 năm trước rồi. do vậy mà đến bây giờ thì chat oan không được bảo trì và sử dụng nữa. thì bây giờ có đã có phiên bản chat two, tức là phiên bản chat 2 được ra đời. cũng như bây giờ có một cái framework nữa đấy là spring MVC khá nổi tiếng thì bây giờ được nhiều người nhà tuyển dụng được sử dụng. Tuy vậy thì cái thời điểm năm 2000 khi chat ra đời thì khá nhiều các công ty sử dụng cái framework này để phát triển các web theo dạng MVC và để rút ngắn thời gian phát triển cũng như là cách đi ra pattern trong chat này. Do cái thời điểm đấy thì chat là một framework duy nhất. Do vậy mà rất nhiều công ty sử dụng. Thì do vậy đến bây giờ cũng có rất nhiều các công ty vẫn đang sử dụng chat -on này trong các project ngày xưa và các lập trình viên thì họ vẫn phải bảo trì trên cái framework này. Thì do vậy mà trong cái tài liệu lần này anh sẽ nhắm đến những cái đối tượng mà đang có nhu cầu học về chat one để các em sử dụng trong công việc. Thì ở đây là một cái luồng hoạt động của chat one MVC thì đầu tiên các em hiểu cho anh là model, view, controller thì viết tắt của ba cái chữ là MVC đúng không? Thì model tức là các đối tượng chứa dữ liệu hay là các logic nghiệp vụ, view tức là xử lý dữ liệu và trả về kết quả response cho phía người dùng và controller tức là điều hướng các yêu cầu request từ phía client gửi lên server đến các tài nguyên chính xác. Thì ở đây, các em nhìn vào cái hình bên phải thì các em thấy là từ một cái request gửi lên phía client lên cái server đúng không? Thì ở đây các em thấy là có một mũi tên hai chiều thì đầu tiên là cái request ấy sẽ qua controller thì controller ở đây là một cái file cấu hình chat trong XML thì chúng ta sẽ học sắp tới. Thì cái file này sẽ điều hướng các request đến các action business. Thì các action business này dùng để xử lý các logic nghiệp vụ và trả trả về cho anh một cái mô đồ mô đồ đây nghĩa là các đối tượng chứa dữ liệu anh giả dụ là danh sách người dùng hoặc là một người dùng nào đó thì cái mô đồ này sẽ được đẩy sang cái view và trong cái view này chúng ta sử dụng những cái thẻ Chart, tab library hay là gstl chúng ta học trong java Surplus rồi và kết hợp với nhau để hiển thị dữ liệu và cho người dùng cuối cùng thì cái chart toán này hỗ trợ chúng ta rất nhiều các thẻ tác trong cái file JSP thì ở đây cái view các em hiểu cho anh chính là các file JSP và cái file view này sẽ trả về kết quả trong phía người dùng cuối cùng. Thì đây là một cái sơ đồ cụ thể hơn về cái luồng hoạt động của chat one để các em nắm rõ cho anh. Đầu tiên là ở phía trình duyệt gửi lên server một cái request. Thì cái request này có thể thông qua cái đường dẫn URL các em biết rồi các em gõ địa chỉ trang web. Thì cái request này sẽ đến server và server này sẽ điều hướng bằng cái controller trong chat one. Thì chat one sẽ điều hướng các controller bằng một file gọi là chat config.xml thì các request này sẽ được tìm trong đây và điều hướng đến một cái tài nguyên chính xác một cái action business chính xác ở phía sau và các action business này sẽ thực thi việc tính toán logic nghiệp vụ rồi thực thi việc truy xuất cơ sở dữ liệu sau đó trả về cho anh một cái mô đồ ở đây các em hiểu cho anh là một list danh sách các đối tượng trong Java thôi không có gì cả anh là dụng list user list này dùng và list này sẽ được đẩy sang cái view cái view ở đây chính là cái file JSP của chúng ta thì trong cái file JSP này chúng ta sử dụng các thẻ GSTL dùng các thẻ chat tag library và kết hợp với các file resource property file ở đây để chúng ta kết hợp với model để chúng ta xử lý logic nghiệp vụ cũng như là hiển thị dữ liệu trên cái file JSP này. Thì cái file JSP này sau khi chúng ta hiển thị dữ liệu và chúng ta trả về response về phía client là một cái file HTML hay là một file text hay file XML tùy theo yêu cầu của trình duyệt gửi lên. Thì các em nhớ cho anh là cái mô hình hoạt động như thế này cũng như là cái file web XML chúng ta đã học trong Java Servlet rồi chúng ta cũng cấu hình một cái Servlet để nhận các request từ phía client gửi lên thì anh không nói nữa thì các em nhớ cho anh mô hình MVC của trong chart như thế này MVC viết tắt của Model View Controller thì một số đặc điểm của cái chart on framework như sau thì chart on là được phát triển theo mô hình MVC thì cái mô hình MVC này dùng để phân tầng, phân lớp do vậy mà chúng ta có thể dễ dàng sử dụng lại code ở phía Action Business tức là lớp phía sau, lớp Business xử lý nghiệp vụ chúng ta có thể dễ dàng sử dụng lại. Thì thứ hai nữa là chúng ta dùng chat one để chúng ta dễ bảo trì bởi vì tất cả các lập trình viên đều theo một cái cấu trúc chuẩn của chat one do vậy mà những lập trình viên sau hay lập trình viên trước để lại code thì các lập trình viên sau có thể dễ dàng theo code và chúng ta có thể dễ dàng fix các lỗi. Do vậy mà chúng ta có thể bảo trì từng lớp và dễ dàng bảo trì hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Cũng như chúng ta sử dụng chat one thì chúng ta có thể xây dựng một ứng dụng nhanh chóng hiệu quả bởi vì tất cả cái design chúng ta đã có sẵn rồi. Chúng ta cứ thế chúng ta theo để chúng ta làm phát triển một cái project. Ngoài ra thì trong chat one thì chúng ta có hỗ trợ rất nhiều các thẻ gọi là chat tag library tức là các thẻ hỗ trợ trong cái file JSP. Thì cái file JSP này chính là cái view của chúng ta. Thì ở đây có hai dạng thẻ chính đấy là web form tab tức là hình thị dữ liệu và lấy dữ liệu từ form để lên phía server cũng như là thẻ thứ hai là thẻ logic tag tức là dùng các thẻ này để thể hiện một cái logic trong cái JSP anh là dụ như là thể hiện vòng lặp thể hiện if l thì chúng ta dùng thẻ logic tag trong cái chat one này để chúng ta hiển thị dữ liệu thì để cài đặt một chat framework thì chúng ta cài đặt rất đơn giản thôi các em cài đặt như một chương trình bình thường và trong cái khóa học Java web thì các em biết rồi chúng ta sử dụng Tomcat để chúng ta làm local server khi chúng ta phát triển project thì đầu tiên chúng ta cài đặt JDK sau đó chúng ta sử dụng Eclipse, chúng ta tạo một cái Maven Project và trong đó đó chúng ta cấu hình file form để download các dependency hỗ trợ cái chat framework này. Thì khi chúng ta đã có các thư viện về chat rồi thì chúng ta chỉ việc tạo cái project theo mô hình là Model View Controller và chúng ta sẽ chạy cái project này trên cái Tomcat server trên local. Như vậy là chúng ta có thể phát triển một cái project theo dạng là chat on framework rồi không có gì khó khăn cả. Thì chúng ta sẽ đi vào trong cái ví dụ ở bài học sắp tới thì các em sẽ rõ hơn về cách tạo một cái chat on framework project. Thì hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.